bão số 16. Ê, tụi bay, đây là cơn bão này tụi bay. Đi, đi. Nhá. Thẳng vào các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Lúc này tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo trực tuyến công tác ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 16. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi quét qua quần đảo Trường Sa với cường độ mạnh nhất là cấp 12, giật cấp 15 vào chiều tối và đêm nay, thì dự báo trong những giờ tới, bão số 16 sẽ tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây. Khả năng là khoảng tối và đêm mai thì bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau và cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13. Nhà tao gần đây, biết nhà tao sao không trời? Nhà tao dưới không sao không đó. Sao khi lòng thằng này nhé? Chắc không sao mà. Hãy coi hình tí nó còn có gì không? Xa khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão. Đối với huyện đảo, xã đảo như là Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và côn đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để tôi lên một điểm cho bạn. Kiểm tra hướng dẫn việc đi tàu tại bến, khu vực neo đậu quanh các đảo, khu lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển. Đây, con trai nhỏ. Alo. Ba. Ừ, tổng hả con? Ba khỏe không ba? Khỏe. Giờ này học hành trở sao con? Dạ, tốt ba. Rồi, đi cho đỡ rồi. Nghe nói giờ này dưới nhà mình có bão số 16 đi ngang nhà mình có sao ba? Ừ, bão số 16 đi ngang nhà mình không sao chứ á. Mới có nguyên cái to mà cho nó vừa cho lắp lại đỡ rồi. Đi hả ba? Ừ, mà tiền tháng trước cho gỡ lên con xài đầy đủ không? Dạ chứ còn nha. Dạ, vậy con có việc bận đi nha ba. Ừ, bạn gì bạn, nhưng mà tuần sau, mấy tuần nữa là tới Tết rồi, nhớ về ăn Tết với gia đình nha. Dạ. Đảo Trường Sa, để có thông tin cụ thể, chúng ta sẽ cùng tới với biên tập viên Thanh Tùng của Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Thông báo Thiên tai. Xin mời biên tập viên Thanh Tùng. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi quét qua quần đảo Trường Sa với cường độ mạnh nhất là cấp 12, giật cấp 15 vào chiều tối và đêm nay, thì dự báo trong những giờ tới, bão số 16 sẽ tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây. Khả năng là khoảng tối và đêm mai thì bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau. Rồi, sắp tới đây, có nào có ý định về quê không tới đâu. Đặt cái xe thì mai tụi mình về chung nè. Mày có về không Khang? Có, mai tao đặt vé mày, mai tao cho tao về. Ừ, vậy về chung tao. Còn mày có về không Ngân Tiến? Cái đó hả? Khoảng chiều mai tao mới về. Tại sáng mai chơi con gái rồi. Ừ, vậy chúc mày ở lại chơi trẻ nha. Còn mày sao giờ này còn nằm dậy đây, chạy bộ đi rồi cùng về chơi Tết với mấy tao nè. Đâu hả? Chắc mai mốt á. Tại tao còn bệnh gì vậy? Ừ. Xin mặt mày sao buồn vậy này? Có gì nói cho anh em nghe nè. Thôi không có gì đâu, mày cứ đi chơi vui vẻ nha. Đúng rồi nha. Mày tao buồn ngủ quá, tao ngủ cái. Ngủ đi. Vậy mẹ lại vui vẻ luôn nha. Mai mấy mình về quê ăn Tết rồi. Thôi bây giờ mấy mình là nấu cháo cá ăn được mày. Tôi rảnh qua anh vừa năm đâu. Nhưng khi một mình thì lại không. Cố tổ la mình rất cổ, nhưng bên trong lại rất buồn. Cô mẹ ơi, đưa cho tao mượn cái nồi để tao nấu cháo vì tao đang đói. Tụi mẹ ơi, đưa cho tao mượn con dao để tao làm cá cho thằng kia nấu. Tụi mẹ ơi, xin hãy ghé mua giùm tao 1.000 đồng giá, 1.000 than lá. Tụi mẹ ơi, đưa cho tao mượn cái tô để tao múc cháo rồi mình ăn cháo thôi. Giờ này con muốn về quê để thăm mẹ cha, nhưng con chưa có tiền về quê. Giờ này chắc ba má đang chờ mong rất nhiều. Phải chi hôm nay con đã ở cùng mẹ cha, trong cái bắp ấy chẳng còn lấy một đồng xu, trong cái túi kia giờ khô cả.
xung quanh con đây là mây khói mì tôm, giờ đi quê quê là quá khó. Anh, sao nhà này em chưa về quê nữa? Có gì muốn nói thầy không? Hay là hết tiền về quê rồi? Rồi em cầm... Rồi cầm đi, về bố mẹ đang còn mong. Nghe lời thầy. Cố gắng về bên nhà đang còn chờ em á. Đó nha. Em cảm ơn thầy. Chú gì con đi từ đây ra tới bến xe Tân Hiệp bao nhiêu à, mà đi từ đây mà ra tới Tân Hiệp hả? Dạ 20.000 vai thì phải đặt thế, cháu không có tiền đi đâu. Đắt cái gì mà đắt, cháu đi thằng khác còn đắt hơn à. Vậy mà cháu không xin hả? Dạ thôi chú bớt cho 5.000 nha, thôi đi lẹ đi coi chừng tối à. Dạ rồi đi nha. Trời ơi hèn quá, sáng giờ lẹ nè, đừng nói vô. Dạ. Sao hôm nay về quê trễ hả con? Hết xe. Hết xe hả? Dạ. Bây giờ ra bến xe coi chừng không còn xe nha. Lên đi, chờ lên xe. Tốc độ. Về đâu giữa bến xe, sao giờ tôi chẳng có chiếc xe nào, ngồi ôm gối lòng xót xa, nhìn dòng người dằng dằng đi qua. Ủa? Con học sinh như giờ này con ngồi đây? Tại con về con đón xe mà hết xe.
Vậy hả? Con đón xe đi về đâu? Nhà ở quê ở đâu? Dạ, quê con ở dưới Cà Mau. Cà Mau hả? Dạ. Giờ này trễ này chắc không còn xe đâu. Dạ. Mà giờ thì chú đang chở cái chuyến này xuống Cà Mau. Chú cho con có vàng. Rồi lên mà đó. Dạ. Ồ may quá gặp chú ba. Cũng về quê đi qua chỗ này. Về không bay trèo lên đây. Cũng tìm được tao trở về ngay. Còn Nick Tema xin chúc tất cả các bạn năm 2018 vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình để xem được nhiều hơn, xem được nhiều video hơn á. Về nhà anh Tân. 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 Đâu về đâu? Về Hà Nội về anh Tân. Tân. Không về đâu. Thôi về đâu.